Xin chào tất cả mọi người, chú bác yêu thích hàng nội địa Nhật đã quay trở lại với kênh Hàng Nội Địa Nhật Bãi Hồng Vân nha mọi người. Mình là Phan Hồng Vân ở Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Rồi, như mọi ngày quen thuộc là cách tìm kênh mình là cứ vô YouTube, mình gõ Hàng Nội Địa Nhật Bãi Hồng Vân là mọi người sẽ thấy cái logo này của mình nha. Đó là logo của kênh của mình đó. Là mọi người bấm vô là mọi người có thể sẽ thấy được tất cả các video của mình. Và những video đầu tiên luôn là những video mới nhất. Phương thức chốt hàng đặt hàng thì ở đây mình cũng có để hai số điện thoại nè. Đó, mọi người cứ liên hệ vô là mọi người sẽ gặp mình để mà mình tư vấn nhiệt tình cho mọi người nha. Rồi, đối với phương thức chuyển khoản, phương thức đặt cọc đồ á thì cũng đơn giản luôn. Mọi người chỉ cần đến với đây mình để đây nha. Rồi, Sacombank hoặc là Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, nếu mà mọi người chuyển khoản trước hay là giao dịch tiền gì đó. Rồi, nhớ kiểm tra là Phan Hồng Vân giúp mình nha mọi người. Rồi, khi mình vô clip mới, mình cũng muốn nói với mọi người biết là tất cả món hàng của tại shop Hồng Vân mình là không bao ship nha mọi người. Dù mọi người có chuyển khoản đầy đủ hết đó, là nếu mà mọi người chuyển khoản đầy đủ hết đó, bên giao hàng nó sẽ giảm cho mọi người 40% tiền giao hàng đó. Còn nói về chuyển khoản hết thì shop Hồng Vân mình cũng không có bao ship đâu nha mọi người, vì giá ship mình có trừ vô món hàng rồi nên mọi người cũng thông cảm. Rồi những cái đơn hàng vừa rồi là mình đi trễ là do 2 ngày lễ, nên chú bác nào mà đặt cái đơn hàng của cái clip trước đó thì chú bác cũng thông cảm chờ giúp shop nha, tại 2 ngày lễ người ta không có làm việc đó. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn chú bác rất là nhiều. Rồi bắt đầu mã 395 giá 350 ngàn. Mình có cái gì đây mà nói về cái dây này á thì mình thấy á, ở Việt Nam mình xài rất là nhiều cái loại dây này là dây ống mà dây hàng á, mọi người có thể xài cho việc hàng tiện hay là mọi người xài cho việc bơm nước bơm hơi gì cũng được hết nha. Mình tách ra được nha mọi người, cái này là 2 cộng nhưng mình có thể tách ra mình xài nha. Đó, cái cộng dây này thì dài 11 mét, cuộn dây này dài 11 mét. Đó, rồi mình coi tên tuổi trước đi nha. Đây, Zeppelin Twin Welding nè, Hoss nè, 6.5mm nè. Là cái đường ống nè mọi người, 6.5 là cái đường kính của nó. Rồi, đó, 400 PSI nè, là cái sức chịu của nó. Made in Korea, cái cúp này quan trọng nha mọi người. Made in Korea là cái cộng dây ga chuyên về ga hàng là những cái nguy hiểm nhất, chỉ cần rò rỉ nhẹ thôi là nhiều khi mình ảnh hưởng mình ảnh hưởng tới hàng xóm nữa, nên mọi người phải cẩn thận nha. Mình phải xài những cái cọng dây mà chất lượng thật là tốt nha mọi người. Cọng dây này mà bơm hơi thì không nói rồi, nhưng mà hàng ga nè, một dây khí oxy với một dây ga nè, đó là phải chất lượng nha, để ảnh hưởng mình lỡ không có gì thì không nói gì, nhưng mà xảy ra chuyện rồi mới bắt đầu rồi mới biết là do cái dây của mình. Rồi, 11 mét, mã 395, cuộn dây bơm hàng ga đồ này nè, một dây oxy một dây ga nè, 395, giá có 350 ngàn thôi, nhưng mà nó an toàn, nó chắc chắn, nó tốt nha mọi người, an toàn cho bản thân và gia đình nha. Đó, rồi tiếp theo là mình có mã 396, một bộ lục giác mã 396A nha mọi người, 396A. Đó, như thường lệ mình bán cái này cũng nhiều nè, tại vì nhìn cái hàng này là mình biết hàng Nhật nội địa rồi. Tất cả hàng mặt hàng shop Hồng Vân bán 100% cam đoan là hàng nội địa Nhật nha chú bác, bao xài bao sử dụng luôn nha. Rồi, đây, Made in Japan in thẳng luôn nha, bộ này đẹp này nha mọi người, bộ này có chữ Made in Japan luôn nè. Mình có thể xài, mình mua về mình sử dụng, mình sửa xe các thứ cũng được, mà mình làm quà tặng cũng được nha mọi người, rất là giá trị nha. Cái máy này làm quà tặng những thầy thợ cơ khí là rất là giá trị luôn nha, người ta quý mình lắm mà. Người ta thấy chữ Made in Japan nè. Đó, ở đây mình có cái cây 10 ly nè, 8 ly nè. Đó, nhiều loại nha mọi người. Rồi 7 ly nè, ơi 6 ly nè. Đó, rồi 5 ly, 4 ly, 3 ly nè, 2,2 ly nè, 1 ly nè. Đó, cái này mình nghĩ là 1,5, còn số 1 nó nhỏ lắm.
đó mình có nhiêu đây. Nhưng mà cái hàng này đẹp nha, có chữ gia ban đàng hoàng nha, có thể xài sử dụng hoặc là làm quà tặng đồ quý quý giá lắm nha mọi người. 396A cũng chỉ có 150.000 thôi mà có tên tuổi gia ban đàng hoàng. 396B cũng là một bộ lục giác luôn, bộ này mini dễ thương nè mọi người. Thứ nhất là mình có thể bỏ trong cốp xe đó, thứ nhất là mình có thể bỏ trong cốp xe, thứ hai là mình có thể bỏ vô túi áo túi quần đồ rất là tiện lợi nha. Đó, bóng lưỡng luôn, cái hàng này nó xi sáng nè mọi người, thép không rỉ đó. Đó, này nó có để ly nè, 6, 5.5, 5.4, 4.3, 2.5, 2. Đó, rất là rõ ràng luôn. Ở đây nó có cái tem Nhật mà nó bị trôi rồi. Đó, rồi nhưng mà mình cam đoan với mọi người là hàng nội địa Nhật hết nha. Đó, Việt Nam mình làm sao mà có mấy cái giống vậy, mấy cái mẫu giống vậy nè nha mọi người. Đó, nó ghi được đầy đủ hết, rất là đẹp luôn nha. Rồi sáng giới luôn, mã 396A cho mọi người thích, chỉ có 100.000 thôi, bỏ cốp xe rất là tiện lợi, chỉ có 100.000 thôi, bỏ vô áo quần cũng tiện lợi nữa, mà cái này sáng không có đen không có dơ đó, mình thấy đẹp là mình lượm về đủ cho mọi người à. Rồi 396C đó, bộ gì đây, bộ lục giác cũng là bộ lục giác luôn, nhưng mà bộ này nó có bi. Đó, bộ này nó có đầu bi nha mọi người nha, cái đầu nè, cái nào cũng có đầu hết nha. Cậu bộ này đẹp nha. Ở đây là mình có 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái lục giác nha mọi người. Ai tên tuổi đây nè, hôm nay là mình lấy hàng chất lượng hết nha, Made in Japan nè. Đó, đó, mấy con này là có tên tuổi hết nha mọi người. Có cái cây nhỏ nhất là nó không ghi thông số thôi, có cái cây nhỏ nhất là số 2 nè, cây số 2 nè là nó không ghi thông số tại vì nó quá nhỏ người ta không khắc lên được. Rồi một cây 8, 1 cây 6, 1 cây 5, 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2 là 7 cây nha mọi người, 7 cây đó, mình đọc thông số hết cho mọi người rõ ràng luôn nha. Rồi lục giác này thì sáng đẹp nha, đó, sáng đẹp hết nha, mình lựa là sạch sẽ hết nguyên một bộ của nó nha, là 396C 150 luôn. Mấy cây này có đầu bi nè, rất là đẹp nha, đáng để sử dụng nha, mình bỏ cốp xe rồi cũng yên tâm nha. Rồi tiếp theo là mã 397. Rồi tiếp theo là mã 397, mình có một cái khoét mini nha mọi người, khoét này nhỏ hơn những cái khoét mà mình từng lên nha. Nè, nó có những cái hình tròn như hiệu Audi nè mọi người. Thấy không, ơi rất là sang chảnh luôn. Nhưng mà không phải đâu nha, nó là cái khoét nha, cái khoét của hàng nội địa Nhật nha. Đó, rồi. Nhưng mà con này thì không có thông số nhiều nhưng mà nó khá đẹp nha, cái màu này màu sáng nha mọi người. Đó. Đây cái chiều cao của nó đi. Đâu cho mọi người biết là cái nhỏ nè. Đúng 100 nha mọi người. Có đúng 100 nha. Đó. Rồi, cái con khoét này á là để mình là gọi là cơm ba nha mọi người, mình lấy đường kính tròn á. Đó, mình lấy mấy cạc tông hay gỗ đồ mình đo nè. Rồi mã 397, khoét cái khoét màu trắng này 100.000 thôi, chỉ có 100.000 thôi nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã 398, mình có một cái vít tự động đó. Rồi cái vít tự động này á mình có thể dặn nè, giới thiệu sơ qua nha, tên tuổi trước đi ha. Đó, cái gì cũng quan trọng hết, tên tuổi, một cái nắm đấm, hình một cái nắm đấm Tokyo nè, Tokyo 30 bao một cái nắm đấm SMS, nó nắm vậy nè, là tên của nó đó, tên tuổi của nó, cái logo của nhóm của hàng đó đó. Bây giờ cái cần này là cái cần tự động đó, mình dặn nè, dặn qua đây thì được nè, dặn qua đây thì cứng nè, nhưng mà nếu mà mình gọt xuống dưới này á thì mình dặn ngược lại đó, tách. Đó, nó có chế độ nè mọi người, dặn ngược chồng nè, nhưng mà nó có hai cái này nè mọi người coi nha, đó quá lực luôn, mình muốn xài sao cũng được hết nha mọi người. Cái này là tự động nha, đó còn nếu mà mình giặt cái này xuống là nó ngược lại, nó quay ngược lại, ngọt ngào hết nha mọi người, không có hư hỏng gì hết, không có lỗi liếc gì hết. Có cái cán này nó hơi chóc sơn xíu thôi, cái cán này mình sơn lại dễ rồi, còn cái nút này nếu mà mình để ra giữa là nó sẽ cứng, nó cố định luôn đó. Máy này dành cho mấy thợ sửa xe được nè, nó mình khum xuống dưới cái chỗ mà mình cần dặn hay gì đó, mình thọt vô cái cây này khá dài nha. Đó, còn ai muốn xài ngắn thì đơn giản thôi.
Rồi vậy nha, đơn giản luôn, cây này rất là đẹp luôn, hàng nội địa Nhật 100%. Đó, giống như cái cây vũ vậy đó, rút ra rút vô R398. À, cái chiều dài của cái cây này đi nha, cái chiều dài của cái vít tự động này là được 35 phân nha mọi người. Rồi cái chiều dài khi mà nó ra hết của nó nữa là tầm khoảng 49 phân nha mọi người, tầm khoảng 49 phân nếu mà nó ra hết, rất là tiện luôn nha mọi người. Mình xiết cái này lại là nó cứng nè. Đó, hàng này là hàng cổ luôn á, mình thấy hàng này hàng cổ, mình ít khi nào thấy cái loại này lắm nha. Rồi 398 250 ngàn, rất là chắc chắn luôn, cây này khá là nặng á. Rồi tiếp theo là mã 399, mình có một cái cây kìm cút cót nè nha mọi người, suốt dây điện á. Rồi nó sử dụng sao, mình coi tên tuổi trước đi. Cái này khá là đẹp nha mọi người, mình thấy cây này khá là đẹp nha. Vessel nè, Bass Japan nè, chính hãng Nhật nha mọi người, chính hãng Nhật nha. Khúc này rất là đẹp luôn, còn cái lò xo còn mới tinh luôn, không có mục gì hết nha. Đó, bấm nhẹ nhàng luôn, rồi test luôn. Đây mình test luôn nha mọi người, mình kê nó vô cái số ly mà của nó nha mọi người, mình cắt ngọt xớt luôn nha, không có mất dêm nào hết á, cái này an toàn nha. Nhiều khi dây điện mình ngắn mà mình chỉ cần tước, mình cứ đưa cái cây này vô là chuẩn xác luôn nha, không có mất dêm nào hết. Đó, rồi ok, nói về cái độ mới thì vẫn còn mới nha, màu xám nè, cán đỏ nè, đẹp nha. À rồi ở đây nó cũng để thông số nha mọi người. Đó, là 10 16 20 26 32, thông số của dây điện mình nó rất là rõ ràng luôn, mấy Nhật này nó làm hay quá. Rồi 399 300 ngàn cho cái tiền kiềm tút cót này. Rồi tới tiếp theo là mã 400, một cái cây rất là quen thuộc luôn, hồi đó mình có một cái cây màu đen đó, rồi hôm nay mình có một cái cây màu trắng. Rồi mình có tên tuổi nó trước đi nha mọi người, cây này là thuộc hàng cổ nè, cây này là thuộc hàng cổ nha, mọi người mua về để sưu tầm hoặc sử dụng gì cũng được hết nha. Đó, rồi cái cây này là tên tuổi đó, USA nha mọi người, USA nha, đây USA nha, cây này của Mỹ nha. Ở đó mình bán một cây màu đen mà của Nhật, giờ mình bán cái cây của Mỹ. Rồi cây này sử dụng sao, mình mở cái này ra đó, nếu mà mình kẹp lại á, mình khóa cái chốt này lại á thì nó sẽ cứng, nó không mở được đó. Rồi bắt đầu mình bóp cái này vô mình mở là nó tự động nó bung ra nha mọi người, cái này nó có lò xo nha, mình chỉ cần bóp cái kìm chặt vô là nó bung ra đó. Rồi mình kẹp kẽm vô đây, mình kẹp hai đầu kẽm vô đây, những người mà làm gì món đồ gia công mà xiết kẽm nhiều mọi người, hay làm gì mấy tôn nữa, nên mua cái cây này sử dụng nha. Rồi kẹp hai đầu kẽm vô đây, cái mình khóa cái này lại đó, bắt đầu mình buông cái kềm ra, mình chỉ cần rút cái này thôi, tại cái đầu này nó da vô cây kẽm rồi, rút ra là tự động nó xoay đó. Tự động nó xoay cây kềm là nó siết hai cái đầu kẽm lại, mình càng rút mạnh nữa nó càng siết. Nếu mà mọi người muốn siết thêm nữa, mọi người chỉ cần lấy cái tay vịn vô cái kềm này nè đó, mọi người vịn vô cái kềm, mọi người buông ra, cái mọi người bắt đầu buông cái tay này ra, mọi người siết tiếp, mọi người giật nó ra tiếp, này kéo ra nè đó, rất là tiện lợi luôn nha, mình khỏi cần phải cầm cái cây kềm này mình quay kẽm chi nó mệt, mình kẹp nó cố định xong mình giật cái này ra. Đó là cái kềm này là kềm siết kẽm đa năng nha, cái kềm này đặc biệt nó có thể tước dây điện nữa đó, đa năng luôn nha, tước dây điện nè, cắt dây điện nè, đuổi nè, còn đẹp hết nha mọi người, răng nè đó, kẹp hay gì cũng được nè, răng của mấy Mỹ nè, răng của USA là nó vậy không á, nó rất là tốt nha, răng của mấy USA nè, USA nha mọi người, Mỹ nha, kim của Mỹ xuất Nhật nha. Rồi 400 ngàn, giá 550 ngàn, màu trắng bóc luôn đó, mã 400 550 ngàn nha, mã 400 giá 550 ngàn. Rồi tiếp theo là mã 401, mình có một cọng dây dội, lâu lắm rồi mình mới lên được một cọng dây dội nè, cái này dành cho những kỹ sư nha, kỹ sư hay thợ làm xây dựng nè đó, mình muốn chuẩn xác thì mình cần nên có cái này nha, trước tiên mình có tên tuổi đi. À, một cái màu đỏ rất là mới luôn nha. Rồi chữ Nhật không, 450 made in Japan nè. Rồi mình rõ ràng nha, cái nút này là để mình khóa cái cọng dây lại nè, mình bấm lên xong mình quay mình khóa cọng dây lại là cọng dây cứng ngắc nha. Đó, còn hoạt động được nha, mình giới thiệu. Rồi cái cục này thì nó hít được, cục này cục sắt nè, đó nó hít nè đó, nha mọi người, nó hít nha. Rồi dội nha, mình dội vẫn tốt nha, cái đập lòn, cái này cái đập lòn đó. Rồi
dây khá dài đó, dây mới luôn nè, xanh lè luôn nè. Rồi kim thử coi, kim dưỡng còn tốt nha. Rồi mã 401, giá 250.000 cho cái đập lòn đỏ này, rất là đẹp nha mọi người, nhanh tay nhanh tay nha. Rồi tiếp theo mã 402A, mình có mấy cái kéo, mình có mấy cái kéo đây, mọi người coi kéo nha, lưỡi kéo nè. Còn bé nha, ở đây nó hơi bị nhâm tí xíu, nó cắt hàng rào nha mọi người, cắt hàng rào cắt kẽm rồi là bao luôn nha. Cái thôi mình nhầm nha, cắt mấy cái cây bonsai nè, mình gọt mình tỉa nè, rất là ngon nha. Đó cây này thì cái màu cán của nó hơi xấu, nhưng mà cái gỗ này gỗ nhẹ nha mọi người, cái gỗ Nhật của như mình nói á là gỗ Nhật nó hay lắm. Mọi người cứ nghĩ là nhôm nó nặng hơn, nhôm nó nhẹ hơn cái thằng gỗ, nhưng mà thật chất cái gỗ của Nhật á nó làm rất là nhẹ nha, gỗ của Nhật rất là ngon. Rồi lưỡi thì còn nguyên hết, chỉ có nhâm tí xíu thôi, cứ nhâm một miếng chỗ này thôi đó. Rồi cái màu cái cán cũng không đẹp, rồi tem nè mọi người, cũng có còn tem Nhật nha, tem chỉ Nhật nha. Rồi nhưng mà nó vẫn xài được, nó vẫn giúp mọi người cắt cành tỉa bonsai rồi được hết nha. 402A một, chỉ có 180.000 thôi đó, là xài ngon hết nha, lưỡi còn bén hết đó, cắt mọi người xem luôn. Rồi chiều dài của nó là được 6 tấc rưỡi. Rồi còn cái lưỡi của nó là được 14 phân. Rồi tiếp theo mã 402B, cái này đẹp hơn nha mọi người, cái này chữ nè đó. Rồi lưỡi nè, cái này thì không có bị mẻ gì hết nha mọi người, cái này thì không có bị mẻ gì hết đó, mọi người cầm hai đầu nè, mọi người tỉa cành nè, mấy cái chỗ cao cao á đó. Rồi cái này thì chiều dài của nó là được 64 tấc rưỡi luôn mọi người, cũng 6 tấc rưỡi luôn. Rồi cái lưỡi của nó là cũng được 14 phân luôn, chiều dài lưỡi của nó cũng 14 phân luôn. Đó, ở đây mình có cái lỗ để tước lá nè, tước lá mình để cành lại nè. Đó, rất là tiện lợi nha, cái gỗ nhẹ nha, gỗ này rất là nhẹ nha. Đó, mình để một ngón nè, mọi người đừng có nghĩ là nó nặng nha, nó rất là nhẹ, cái gỗ của Nhật nó hay lắm. 402B 200.000 cho cái cây kéo cắt cành này. Rồi tiếp theo mình lại lên ba bộ cuốc nha, cái này chú bác thích lắm nè, chú bác yêu thích lắm đó, nên mình lấy thêm ba cái cuốc về nữa đó. 403A, cái cuốc nhỏ nè, những chú bác nào mà chốt không kịp cái clip vừa rồi á thì tranh thủ cái clip này nha, cứ gọi đi là mình có hàng cho chú bác hết nha đó. Rồi cái cuốc này là cuốc nhỏ, cái này là cái cúp này để đục đá đó mọi người, cái cuốc này để đục đá, cúp này là dành cho đá nhỏ nè. Đó. Mình vừa có thể mình xài mà mình vừa có thể là làm quà tặng nha mọi người đó. Rồi cái này là dài được 22 phân. Rồi cái chiều lưỡi của nó là được 4 phân đó. Cái này là chì nè mọi người, gọi là đúng rồi, để bảo vệ cái mũi, không phải là lớp sơn đâu, nó để bảo vệ cái mũi của cái cúp này nè. Đó, ví dụ mà nhà mình mà có muốn đập đá để mà không đập mấy cái đá mà ở trước nhà để mà mình lót đường đi, mình lấy cái cây này tiện nha mọi người, đục một cái đó. Cái này là gò mấy cái cục đá nè, tiện lắm, cũng có thể để làm vườn nha, mình làm những cái vườn nhỏ của mình nè, mình trang trí. Những chú bác nào mà yêu thích trang trí cây cảnh, trang trí vườn tức là nên có những cái cây giống vậy nha mọi người. 100.000 thôi, chỉ có 100.000 mình làm, vừa làm quà tặng được vừa xài được nha. Tiếp theo 403B mình có cái cây dừa nè. Đó, này không phải lớp sơn đâu nha mọi người, nó chét lên để nó bảo vệ cái mũi cúp nè. Đó, một đầu nhọn này cũng có lớp sơn nữa nè. Rồi. Cái chiều dài của cây này thì được 29. Chiều lưỡi của nó là tầm 5 phân nha mọi người. 403B, cái cúp dừa 150, chỉ có 150 thôi. 403C. Đây. Cái này thì bự hơn nha mọi người. Cái này thì bự hơn, dành cho những mà chú bác mà chuyên gia đi phá đá nè. Nó làm về
cọt, làm về tiện, làm về chén đá nội thất đổ mọi người. Nên có cái cây này nha, mình đục là mình đục theo lỗ luôn, lỗ là nó nứt cục đá ra nha mọi người. Cái cúp này rất là tiện lợi luôn, đó, nhìn nó đẹp không, màu xanh, màu xanh còn mới mới cáo luôn. Rồi 33 phân cái chiều dài của nó, cái chiều dài lưỡi của nó là 5 phân rưỡi cái chiều dài lưỡi của nó đó. Rồi cái này mình để xét vậy nè đó, chú bác nói là hàng này là con, mình sợ là chú bác nghĩ là hàng này không phải hàng nội địa Nhật mình mới để như vậy nè, chỉ có hàng nội địa Nhật nó mới xét xét vậy đó. Nó nằm ngoài mưa, ngoài ngoài nắng, ngoài bãi nè đó, vận chuyển từ Việt Nam, từ Nhật qua Việt Nam nè, đi đường tàu nó sẽ bị oxy hóa muối biển nè mọi người thấy không. Mình để cho mọi người biết là hàng này là chính hãng, hàng nội địa Nhật hết nha, phải có xét xét gì mới gọi là bãi nha, còn mấy cái mới là mình đã lao mình chùi hết rồi đó. Rồi nên là rất là chắc chắn, yên tâm nha mọi người, cái loại sắt này rất là chắc chắn nha, loại sắt này nè đó, hàng Nhật là khỏi nói. Rồi 403C 200 ngàn. Rồi tiếp theo mình lại mã 3404, mình để giá đây luôn nha đó, mình dán tem đây luôn. Mình có một cái cạo ép. Rồi cạo ép này á, thì chắc mình không cần đo đâu, tại vì ở đây nó có để size nè, mà nó để là rất chuẩn nha mọi người. 60 250, 60 là cái hàm của nó, 250 là cái độ ra của nó nha. Đó rồi cái này mình tầm nghĩ tầm khoảng 3-4 ly gì nè. Rồi cái cây này thì khỏi nói rồi, gia đình nào mà là mình làm sửa xe làm tại nhà nên sắm cho mình một cặp này nha. Nhiều khi chú bác á quay qua quay lại chú bác hỏi ủa là bây giờ làm sao để kẹp cái món hàng này đó, lúc đó chú bác thấy cái cặp này mình treo trên tường à, thì mình mới sực nhớ ra mình có cái cặp này đó, nên mỗi gia đình đều phải sắm cho mình một cái cặp này là tiện lợi nha mọi người. Dù mình có sửa xe hay đóng hàng đóng gì ở tại nhà đó, mình làm việc ở nhà đó, mình kẹp giấy gì cũng được hết nha mọi người, là có cái cặp này là ok hết nha. Cảo này là cảo ép nè. Rồi mình theo mình á, theo mình là mỗi người nên, mỗi nhà nên sắm cho mình một cặp cảo ép này nhỏ gọn tiện lợi, lúc mà mình cần thiết mình mới nhớ tới nó là nó giúp ích được cho mình nha. 404 250 thôi, chỉ có 250 thôi. Và cái cán đỏ đẹp hết nha, có size nè, 60 250 nè đó, màu vàng sáng đẹp nha. Rồi tiếp theo là mã 405 nha mọi người, 405 nha. Rồi trước khi vô món hàng này mình cũng muốn nói mọi người là chú bác phải xem thật là kỹ món hàng mình review nha. Mình review là không có sót chi tiết nào đâu, nên chú bác giúp mình xem thật là kỹ đi, để có nhiều chú bác cứ xem cái thích lúc đó thôi, cái mình chốt cái hàng đó rồi người ta không có, cái tự nhiên tới cái lúc mà mình giao hàng á thì lại đổi ý, là cái mình phải kiếm lại cái người kia đó, mình tư vấn cho họ thì nó cũng mất công mất thời gian của shop mình. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Rồi bây giờ mọi người kéo xuống, mọi người bấm đăng ký, kéo xuống ngay đây nè, mọi người bấm đăng ký đó, trong cái thời gian này thì mọi người bấm đăng ký để mà mình nhận được thông báo những cái clip mới nhất nha. Đó là hôm vừa rồi mình vướng vô cái hai cái ngày lễ đó, nên hôm nay mình lên ít đồ xíu, chú bác cũng thông cảm nha. Rồi tiếp theo là mã 405, một cái eto này, eto kẹp bàn nha mọi người. Đây này cũng là chiến binh còn sót lại nè đó, chiến binh này cũng khá là tiện lợi nha. Rồi mình kẹp cái này vô cái bàn rất là chắc chắn nha. Rồi mình coi tên tuổi trước đi đó, chữ Nhật không nha mọi người. Euron, con này là con Euron là khỏi nói rồi, Euron là của Nhật Bản chính thống rồi. Rồi ở đây nó có chữ nè, Made in Japan nha mọi người đó, con này rất là xịn sò luôn á, Made in Japan. Rồi cái này thì kẹp vô bàn thì mọi người chắc cũng biết rồi đó, mình kẹp vô cái bàn nè rồi mình sử dụng thôi đó. Ở đây nó có một cái đe nhỏ rất là dễ thương nha. Rồi có miệng đó nha đó, mình quay ra quay vô cũng ngọt xớt nha đó. Rồi coi chiến binh này miệng mồm sao nha, đó khích thích nha mọi người, khích thích nha đó. Rồi chiến binh này kêu khai không, không khai, khép miệng chặt luôn, không có khai miếng nào, không khai miếng từ nào ra đó, đó là im miệng liền. À, dù muốn sao cũng phải khép miệng lại nè, kêu khai không là không khai. Rồi mình quay ra cho mọi người coi hàm nó nha, đó, quay khá là nhẹ nhàng chân chu, cái dòng Euron này khỏi nói rồi đó. Chiến binh này đặc biệt là cái môi của nó dính liền vô luôn,
dính liền vô cái con heo tô này luôn đó. Mọi người coi răng nó nè, không có nó láng nha mọi người. Loại này là loại kẹp đồ tiện nè, nên nó láng nè đó. Chắc chắn nha, không có sụt xịt nha đó, chắc chắn rồi. Cái độ ra hết của nó coi, mình đo kỹ rồi. Cái này ra đúng 75 nha, hàm này đúng 75 nha mọi người. Còn nó ra hết là được 70, nó ra hết là được 70 đó. Mã 405 cho cái con Erong này của Gia Ben nha đó. Miệng mồm thì không khai nửa lời luôn. Rồi 405 500 ngàn thôi, mini dễ thương. Rồi tiếp theo là mã 406. 406 cũng một con Eto luôn. Con này là thuộc loại cổ nha mọi người, nhìn là biết nó là cổ rồi, nó không còn miếng màu nào dính trên người hết á đó. Rồi nó có chữ E đây nè, mình nghĩ là Erong quá, chữ E này chắc là Erong quá. Bình thường có những cái con Eto nó chỉ ghi chữ E thôi là mình biết rồi. Rồi con này để coi nó khai không. Không khai luôn nha mọi người, nó không khai nửa lời luôn nha, nó không khai nửa lời dù chỉ sợi tóc luôn nha đó. Kích nè, không mẻ không dập gì hết nha. Rồi ở đây nó có bị lát một tí xíu, nào tán vô đây nè, nào tán vô là mặt nó nè đó. Nhưng mà vết sẹo này cũng không làm nó nản lòng nha, nó cũng còn cứng cáp nha. Vết sẹo này là vết sẹo nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì tới công việc chiến đấu cùng với chú bác hết đó. Mọi người coi răng nó nè đó, cái dòng này nó cũng dính vô cái môi của nó cũng dính vô cái Eto luôn nha mọi người đó. Nó láng con luôn. Đây đây có một cái miếng răng nè. Rồi cái dòng này thì cũng kẹp luôn, kẹp bàn luôn. Đây kẹp vô cho mọi người coi. Rồi cái con 406 này kẹp rất là chắc nha mọi người. Cái con 406 này kẹp rất là chắc nha. Đó, mình khiêng nó lên luôn nè. Rồi tại vì ở đằng sau nó có một cái miếng lê dài lắm, rất là chắc chắn nè. Đó, đặc biệt cái con này quay á. Đây mình đo cái hàm cho mọi người coi nha, quên nữa. Cái hàm của nó ra được tới 85 đường nha mọi người. Còn nó ra hết là được tầm 65. Nó ra hết tầm 65. Con này là thuộc loại cổ nha mọi người. Nè mọi người coi nó cũng có sự khác biệt nha mọi người. Mọi người coi cái cách hoạt động của nó nè. Đó, mình ra hết nè. Đó. Nó sẽ không có đi cái thằng này nó sẽ giữ nguyên, nó không có dịch chuyển, mà nó sẽ dịch chuyển cái thằng đằng sau nha mọi người. Đó, rất là hay luôn. Quay thì nhẹ nhàng. Đó, nó sẽ di chuyển cái thằng đằng sau quay ra quay vô được, cái thằng đằng sau nó sẽ là người di chuyển nha, chứ không phải thằng đầu nha. Đó. Rồi cái con này mã 406 900 ngàn cho cái con Eto cổ này nha mọi người. Nó là thuộc loại cổ, mình đem về mình sưu tầm, mình xài sử dụng cũng được nha. Đặc biệt là nó không có lỗi gì hết. Nó chỉ có bị chiến đấu, nó bị tán miếng ngay đây. Nhưng mà không ảnh hưởng nha. Này chỉ là vết sẹo trên chiến trường thôi, cũng sao hết. Rồi, mã 406, 900 ngàn, 406, 900 ngàn nha. Đó. Rồi tiếp theo là mã 407. Đó, mình có một con biến điện nữa nha mọi người. Con biến điện này màu đỏ nha, 3 kVA, chính thống của Nhật Bản luôn nha. Japan biến điện từ 200 qua 100 Tokyo, chữ Nhật không nè. Red Go nè, Red là đỏ nè, Go là đi nè. Đó là Red là đỏ, là cái thùng này màu đỏ nè, chữ Nhật nè. Đó mình dặn lên này là 115, mình xài điện 115. Mình dặn xuống là mình xài điện 100V nè. Ở đây có đồng hồ luôn nha, CB nè, đèn báo nguồn là đầy đủ hết nha mọi người. Còn cái nút này nó ghi cái gì thì mình không biết. Nút dặn điều chỉnh quá, điều chỉnh được cường độ dùng điện quá. Rồi 4 lỗ còn đầy đủ hết nha, 4 lỗ. Rồi ở trên này thì nó có một cái tem của nó riêng nè. Đó, tem riêng của Nhật nè, tem đăng ký đó. Rồi cái này thì có tay sách luôn nha mọi người, tay sách khá là gọn gàng luôn nha. Rồi coi xung quanh nó nha, màu đỏ đẹp hết nha. Ở đây là mấy cái tem của nó nè, nhưng mà mình lột ra đó, chưa có lột ra hết đó. Để zin cho mọi người biết là hàng nội địa Nhật luôn. Rồi đằng sau nó nè, thông số nè, 50-60Hz, 13kg, con này 13kg nha mọi người. 100-200V nè. Đó, 100 dòng điện 100-115 nè. Chuyển đó. À cái con này có thể chuyển từ dòng điện 100 nè đến 200V nè. Ví dụ mọi người muốn xài điện 100 á, mọi người chỉ cần tháo cái con ốc này ra, mọi người ghim xuống đây thôi. Đó, cái lỗ này là chú bác chuyển dòng từ 200V tới 100V.
Còn cái này là chú xài điện điện gốc nha, là chú muốn xài điện 100V thì chú ghim vô đây là tự động nó sẽ chuyển sang 100V luôn, zin luôn đó. Còn cái này là mình xài ở Việt Nam nên con bắt cho mọi người cái dòng điện 200 này luôn. Chú bác coi kỹ nha, là mình để sẵn luôn trước cho chú bác là 200V, là chú bác không có cần phải thay sửa gì hết. Rồi cái này nó hay vậy, nó có hai chức năng nha, nó hai dòng điện vô nha, một là dòng điện 100V, hai là dòng điện 200V. Mình ở Việt Nam thì mình để dòng điện 220V mình xài nha. Rồi con này 407 thì mình test nha. Đó, mặt mày nó nè, sáng sủa nha, có đồng hồ luôn. Rồi test. Rồi mình mở CB nha. Đó là nó lên 110 nè. Nó lên 110 nè. Rồi mình thử mấy lỗ này cho mọi người coi nè. Điện 100 mọi người, 110 nha. Đặc biệt con này là 3kVA nha. Cái con này đặc biệt 3kVA nha. Đó, màu đỏ nha. Rất là đẹp, red, red go. Red go chạy màu đỏ. Đó. Rồi, con này 407, giá 2,5 triệu. Liên lạc nha. Không có mất con ốc nào hết, nó đẹp. Tiếp theo là 408 nha mọi người. Đây. 408 mình có cái máy bào. Đó, sang giới luôn, cái máy bào này đẹp mình mới lấy nha. Đó, rất là đẹp mà. Lưỡi còn đồ còn tốt mình mới dám lấy nha mọi người. Đó. Lưỡi nè. Bé ngót luôn. Rồi cái lưỡi của nó được 85 nha mọi người, cái lưỡi bào của nó được 85 nha. Nè, coi dây đai nè, dây cô đo của nó nè, mới tinh luôn nha mọi người. Mới tinh luôn á. Rồi, Makita thông số 1000 15.000 dòng chinh phúc 5A 100V 480W quá mạnh 50-60Hz. Rồi, những dành cho thầy thợ gỗ nè. Ok luôn nha, rồi mình test luôn nè. Chớn hơi bị ghê nha, cái chớn này hơi bị ghê luôn. Đó, mình cầm mình mòn. Có cái nút khóa luôn nha mọi người, có cái nút khóa luôn. Có nút khóa nè. Rồi cái con này chỉ có 650.000 thôi. Còn mới nha. Không có hư hại gì hết, không có bị bể mũ, bể nhựa gì hết. Còn mới hết. Đó. Không có hư hại, bể mũ, bể nhựa gì hết. Rồi, con này khá là đẹp luôn. Mã 408 650. Rồi, tiếp theo là mã 410. Đây. Đây là một cái máy mài xách tay nha mọi người, có thể xách tay rất là tiện lợi nha. Máy này nhẹ, máy này cũng không nặng lắm. Rồi. Xài điện 100V 3000 đến 3600 vòng một phút. Đó. Con này bao nhiêu watt đây? 2.0 đến 1.8 ampe nè. 170W nè mọi người. 170W. Con này là khá là ngon á. Đó, hai viên đá còn đầy đủ hết nha. Một bên viên đá mỏng nè. Để mình đo luôn. Viên đá này giống như viên đá dĩa vậy á. Đó. Viên này tầm 1 phân. Viên này 1,5 phân. Rồi. Ở đây nó có cái cự lạ lắm nha mọi người, kiếm cái cự này ngoài vải không ra đâu. Cự này kiếm ngoài vải không ra. Cái này nó mình thả lỏng cái ốc này ra mình nghiêng qua nghiêng lại được nha. Đó. Này mài mũi khoan mài đồ hết bài nè. Tay cầm nè, cái này dành cho thầy thợ gỗ luôn nha. Khá là ok đó. Rồi dây của nó đều là dây zin hết, tất cả dây đều là zin hết nha mọi người. Rồi. Dây zin không thay sửa mình test luôn nha. Im nha, khá là im nha. Khá là im. Đó. Con màu xanh này mã 410 800.000. Đây này nha mọi người, đá còn tốt lắm nha. Đó, đá đã chưa. Cái này dắt viên phá nè. Viên phá nè.
jean 100% của Nhật Bản nha mọi người, jean hàng nội địa Nhật hết nha, mã 410 800 ngàn. Rồi tiếp theo mã 411 411 mình có một cái con mái mài này xanh ngọc nữa nè. Đó, con này rất là đẹp nha mọi người, cái màu xanh của nó là màu xanh ngọc nha. Đó, xanh giới luôn. Rồi hai viên đá này thì hai viên đá dày cộm luôn nha, hai viên đá khá dày luôn. Rồi mình đã có thông số trước đi nha. Rồi xài điện 100V. Đó, 50-60 Hz nè. Rồi con này bao nhiêu watt đây, con này 400W nha mọi người, 400W xài điện 100V nha, xài đá 205 nha. Rồi 400W nha mọi người, nhớ giúp mình là 400W nha. Đó, 2960-3560 dòng 9 phút nè. Rồi ở đằng sau nè, liên lạc nha, có cái tem nữa nè, tem Nhật nè, tem này miếng tem thiết nha mọi người, tem này không phải là giấy đâu mà là thiết á, cái miếng thiết á. Rồi màu xanh này, con này 400W nha mọi người, dành cho những thầy thợ nè. Rồi cái công tắc zin của nó hết nha, tất cả là đều là công tắc zin nha. Rồi giờ mình test cái mã 411 này cho mọi người coi nha. Đó, cái này là mình để về, mình để dành mình xài mũi khoan là bao bao bền bao tốt luôn nha. Dây điện đều là dây điện zin của nó hết. Đó, à con này là con Hitachi nha, con cái dây dòng này là Hitachi nè, dây điện zin của nó nè, Hitachi nè. Rồi để mình thử cái con Hitachi này nha, 400W nó chạy sao đây. Trời, gu gãy cái bàn quá. Xài đá 205 nha mọi người, im quá, nó 400W mà nó im gu à. Rồi con này có hai cử đầy đủ nha mọi người. Đó, cử này mình đem vô mình mài miếng khoan nè, rất là ngon luôn nha. Rồi 400W, cái chớn thì khỏi nói rồi. Rồi bây giờ mình đo cái, để mình đợi nó ngưng mình đo cái viên đá này cho mọi người coi. Chớn này nó lâu lắm. Đó, mình mọi người thấy mình tắt máy mình đè nó mà nó không thắng lại nữa. Mạnh lắm, 400W luôn nha mọi người. Xài thì là xài bao bền bao bỉ luôn. Tầm đá, viên đá này tầm 2 phân nha mọi người. Viên đá này cũng vậy nha. Đó, một phân mấy, gần 2 phân rồi. Rồi mã 411, giá 2,2 triệu cho cái con này. Đáng nha mọi người, đáng đồng tiền nha. Con này nặng bao nhiêu ký để mình đo cân thử thôi. Giờ cái con này là nặng 26 kg nha mọi người. Con này nặng 26 kg cho 400W, mã 411 giá 2,2 triệu, mua rất là đáng đồng tiền nha. Rồi tiếp theo là mình có mã 412 nha. Đây là cái nồi đó, dành cho vợ của chú bác nè. Đó, bài buôn bán gì cũng được hết nha mọi người. Phu nhân của chú bác. Đó, cái nồi này là nó đặc biệt, nó có hai lớp nha mọi người. Cái lớp trong này, cái lớp ở ngoài nữa, giống như cái ca mà giữ nhiệt của mọi người, của mình á mọi người, cái ca giữ nhiệt á. Đó, là cái nồi này nó có thể giữ nhiệt nha. Nóng lạnh gì cũng được hết, nó có tới hai lớp luôn. Dày cộm mà. Rồi, chữ Nhật nè. Số 18 này thì mình cũng không biết nghĩa gì nữa. Nhưng mà bên này nó có hai cái quai sách. Đó, hai con sâu này. Đó, hai con sâu này là để nó tản nhiệt nè mọi người ơi. Tản nhiệt nè, nhiệt nó chạy mà này nè, nó chịu không nổi là cái chỗ này nó không có nóng nha mọi người. Dù cái nồi này có nóng như thế nào đi nữa, cái chỗ này cũng không nóng nha, nhưng mà mình nghĩ cái nồi này chắc khó nóng lắm. Tại vì nó chỉ nóng cái phần ở trong này thôi. Ở đây nó có để số 10, số 12 gì nữa nè. Rồi đáy nữa nè. Thấy chưa? Rồi. Nó có hai con sâu rất là bự nha, hai con này hai con nhộng nè, hai con đuông dừa nè. Hai con đuông dừa đó. Rồi. Đây. Đó, cái nắp này của nó là đại dừa khít luôn nha. Không có dư ly nào hết nha. Đây là dừa khít luôn á. Và nó có một cái, và nó có thêm một cái nắp nữa, nắp bự nha. À, rồi mình đo cái đường kính của nó nha, mình đo thử cái đường kính của cái nồi này nha. Giờ cái đường kính này là tầm khoảng 32 phân, cái đường kính này là khoảng 32 phân nha mọi người. À, cái đường kính của cái nồi này nè. À, cái miệng nó, à cái nít
Cái này có tên là Nitro nha mọi người, giờ mình mới thấy là Nitro. Ở đây nó có lỗ thoát khí nữa nè, lỗ nhỏ xíu luôn. Đó. Rất là đó. Rồi giờ mình đo cái chiều cao nha. Bán tàu hũ, bán nước sâm đồ là giữ nhiệt là ok luôn nha. 32 phân. À mình biết cái này rồi. Mấy cô mà xách tàu hũ rồi đó, mình à bán súp đồ này nọ đó, mình giữ trong này cũng được nha. Mình giữ thay vì mình có cái thùng, mà cái thùng của mình á là cái thùng nó màu đỏ đỏ, mình thấy mấy cái thùng đó rồi. Tại cái thùng này nó sang chảnh hơn nè. Đó. Nó giữ nhiệt tốt hơn nữa. Thứ nhất là nó của Nhật nữa nha. Quan trọng là nó của Nhật Bản, hàng nội địa Nhật nữa nha. 412 giá 1,5 triệu. Đây đi. Đó, tiếp theo là nãy là đồ giật dành cho phu nhân của chú bác rồi, giờ tới đồ giật tiếp theo là đồ giật của chú bác luôn nè. Mã 413 giá 1,000,000 cho cái đe này. Cái đe này khá là nặng nha. Cái đe này nặng bao nhiêu ký đây? À, cái đe này nặng 11 ký nha mọi người. Cái đe này nặng 11 ký nha, mình đo nha. Cái chiều dài của cái đe này á là được 20 phân, gần 21 phân, 20 phân rưỡi nè. 20 phân phẩy 5 nè. 20,5 phân nè. Rồi cái chiều cao của nó. Chiều cao của nó là tầm 15 phân. Rồi còn cái chiều rộng của nó. Cái chiều rộng của nó là tầm 4 phân. Chiều này nè. À, cái này là cái chiều dày của nó tầm 4 phân mọi người ơi. Đây là cái chiều rộng của nó nè. Chiều rộng của nó 6 phân nha mọi người. Đó, cái đe này nặng 11 kg, giá 1,000,000. Rồi nó có cái lỗ để bẻ ống hay uống ống gì nè. Ở đây nó có số 2 mình cắt một nửa nè. Số 1, số 7, số 4. 174. Rồi, mọi người coi xung quanh đó nha. Ở đây nó cũng có một cái lỗ bị cắt nữa nè. Mọi người có thể sử dụng vô cái việc gì đó của mọi người. Cái đe này rất là xài rất là tốt, rất là bền nha. Rồi. Đó. Rồi mã cuối cùng rồi, mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi shop Hồng Dương tới bây giờ nha. Ai yêu thích gì thì cứ liên hệ với hai cái số điện thoại này, mình sẽ chốt hàng cho người đó. Còn những người mà đã có đặt hàng bên shop Hồng Dương mà giờ chưa tới, mọi người cũng phải thông cảm cho mình là hai cái dịp lễ 2 tháng 9 vừa qua nè, mọi người bên giao hàng nó không có làm việc nên nó bị chậm trễ cái phần đó, nên mọi người gắng chờ thêm giúp mình nha. Mình đã ghi lại, mình đã gửi hàng hết cho tất cả mọi người rồi, chẳng qua là bên giao hàng nó hơi trục trặc xíu. Rồi cảm ơn mọi người đã thông cảm. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đăng ký like cho shop Hồng Dương mình để có động lực lên clip. Tuy là công việc có bận bịu, công việc dạo này lễ hối thúc mình làm nhiều, rất là nhiều việc, nhưng mà mình vẫn gán lên cho mọi người mấy món hàng để mà mọi người tham khảo nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.